Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì mình mới nạp vào tựa game Bingbot khoảng 200 triệu các bạn nhé. Và để xem sau khi nạp 200 triệu thì mình sẽ có những gì trong tựa game Bingbot. Và lát nữa thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với cái series là kiếm tiền và chinh phục trên tựa game Bingbot các bạn nhé. Đầu tiên thì để xem chúng ta sẽ nhận được những gì các bạn nhé. Ở đây thì lên được VIP 5 này các bạn này. Đấy, ok chưa? Khi lên VIP này thì anh em sẽ cần nạp tiền. Ở đây tổng cả cái số tiền mình nạp đã là 3 tỷ 2 rồi các bạn nhá. Và nạp phải lên tầm 4 tỷ 5 đấy thì mình mới có thể lên được VIP 6 các bạn nhá. Còn hiện tại thì đang VIP 5 rồi. VIP 5 thì mình nghĩ cũng khá là ok rồi anh em ạ. Lương tuần thì mỗi tuần anh em được 266.000 này. Quà sinh nhật thì được 266.000 này. Đấy, anh em lên VIP 6 là anh em sẽ được 5 triệu 6 các bạn nhá. Đấy, thưởng 5, VIP 6 thưởng 5 thì sẽ là 11 triệu, nhưng mà chắc là để lên được VIP 6 thì nó cũng lâu lắm anh em ạ. Rồi, và đây thì mình cho anh em xem cái lịch sử nạp tiền của mình luôn, chứ không anh em lại bảo cái thằng này mày chỉ suốt ngày mày bịp thôi, mày có bao giờ mày nạp tiền đâu. Tiền của nhà cái các kiểu, không phải, đây là tài khoản thật của mình các bạn nhá. Anh em này, mình thì đa số mình toàn đặt những cái lịch nạp là tầm 200 triệu các bạn nhá. Có những lần thì 100 triệu, có những lần thì 70, 80, 90, có những lần thì cả vài trăm triệu, cả tỷ luôn cũng có các bạn nhá. Đây này, anh em có thể thấy này, mình mới nạp lúc 18:57. Tại vì ở đây nhá, mình nạp khoảng 1 tiếng rồi. Tuy nhiên là cái giờ ở cái gì nhỉ? Giờ của trong game này nó chậm 1 tiếng, anh em cứ để ý là anh em biết các bạn nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ thoát ra này. Đấy, và sau khi nạp 200 triệu thì mình có thể nhận được những gì các bạn nhá. Ở đây thì mình sẽ nhận được cái phần thưởng là hoạt động hoàn trả nạp tiền. Cái này thì ở cái phần hoàn trả nạp này các bạn nhá. Đấy, anh em khi nạp tiền anh em sẽ nhận được hoàn trả nạp này. Đấy, và cái sự kiện cái gì đây? Sự kiện nạp tiền lần đầu ấy, đây này. Hoàn trả nạp lần đầu cho tân thủ. Nhưng mà cái này thì mình đã nạp nhiều lần rồi, chứ mình cũng không phải gọi là tân thủ nữa. Cho nên mình nhận tiền được cái phần hoàn trả nạp đây. Còn nếu anh em nào mà nạp tiền lần đầu ấy thì anh em sẽ nhận được cái tân thủ này thì còn được nhiều nữa anh em ạ. Ok, và bây giờ thì mình sẽ nhận hết cái số tiền này các bạn nhá. Đây xem nhận được bao nhiêu, là 2,5 triệu. Đấy, là lên được 203 triệu. Đấy, ok, và chúng ta sẽ bắt đầu cái hành trình kiếm tiền ngày hôm nay các bạn nhá. Ok, hôm nay thì đặt mục tiêu từ 200 lên khoảng 300 được không các bạn? Hoặc là 250 nhỉ? 250 thì có vẻ dễ hơn, chứ 300 thì mình thấy nó cũng hơi khoai, hơi khó anh em ạ. Đấy, ok. Tay đầu thì đã bị gãy rồi. Tay đầu bị gãy như này thì gọi là đầu không xuôi, mong đuôi lọt các bạn nhá. Ôi chết rồi. Ở đây thì đáng ra mấy tay cũng ăn được rồi anh em ạ. Tuy nhiên thì do mình hơi tham một tí cho nên là mình toàn đánh thêm lá và toàn toang thôi. Ok, thôi đổi game các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ vào sóc đĩa đi. Đấy. Sóc đĩa đang ra cầu gì nhỉ? Cầu 212 đúng không? 212 cầu này thì mình nên bắt cái gì anh em? Đấy, anh em nhìn xem anh em thấy cầu này thì mình nên bắt cái gì. Ok, tay này thì mình sẽ bẻ quả lẻ các bạn nhé. Cầu thì đang về cầu 212. Tuy nhiên thì thường thường thì mình đánh cầu ở trong những cái tựa game sóc đĩa này mình rất là hay bẻ các bạn nhé. Mình rất là hay bẻ luôn. Ví dụ cầu về 212 này thì mình sẽ bẻ nó lên là 213 các bạn nhé. Ok, và xem kết quả. Ok, chuẩn đét luôn anh em. Làm gì về cầu 212 đúng không? Ok, ăn được 30 triệu nhá, lên được 220 đúng không? Thì lãi được tầm 20 triệu rồi. Và tay này thì mình nghĩ là mình lại tiếp tục đánh lẻ tiếp. Nhưng mà tay này thì mình nghĩ là mình chỉ vào khoảng 20 thôi các bạn nhé. Tay này thì mình chỉ vào khoảng 20 thôi. Tại vì tay ban nãy vào 30 thì ăn rồi, cho nên tay này chúng ta vào 20 thôi. Đấy, ví dụ mà thua thì tay sau chúng ta còn có tiền còn chúng ta đánh chứ đúng không? Chứ tay nào anh em cũng đánh 30-30 đều tay là dở ngay. Đấy, cứ phải tay to tay nhỏ các bạn nhé. Ok, 20 nữa này các bạn này, lên được 240 các bạn nhá. Đấy, nói chung là sau khi mình thắng thì mình cứ giữ nguyên một cái mức cược cố định mình đánh thôi. Còn lúc nào mình thua thì lúc đấy mình mới phải gọi là mình đánh theo kiểu khác các bạn nhá. Mình lúc đấy mình đánh gấp tiếp sau. Còn ví dụ mình đang thắng, mình đang ngon thì mình cứ đánh như kiểu tầm này thôi, chứ cũng không, chứ anh em cũng không nhất phải đánh to làm cái gì các bạn nhá. Ok, đánh thêm tay này nữa xem ăn không anh em ơi. Đánh khoảng tầm 300 triệu mình nghĩ là cũng được. Nhưng mà hơi đen một chút thì tay vừa rồi về chẵn rồi anh em ạ. Ok, thì tay này mình nghĩ là mình sẽ phải theo chẵn thôi. Tay nãy vào 20 thì tay này mình sẽ phải gấp thép lên tầm 40 mình đánh các bạn nhá. Ok, mong húp được tay này anh em ạ. Đó, nói chung là chơi game chúng ta có thắng có thua mà, đúng không? Đâu phải tay nào lúc nào mình cũng đánh thắng được anh em, cũng có thua chứ anh em, đúng không? Ok, chẵn ăn 40 các bạn nhá. 40 thì lên được khoảng 258 thì đã đạt mục tiêu của mình hôm nay rồi. Hôm nay mục tiêu của mình kiếm đến 250 thôi. Bây giờ đến 258, như vậy là hoàn thành mục tiêu rồi, đúng không anh em? Thì bây giờ còn 8 triệu mình sẽ vào con poker bài xem có kiếm thêm được mớ nào không các bạn nhá. Cố gắng kiếm thêm được một mớ nữa thì khéo anh em ạ. Nhưng mà mình không thì thôi, cũng chẳng có cái gì cả. Để tầm 250 thôi cũng được.
Nói chung là thường thường sau khi mình đánh nhá, mà đến sau mà để AD đỡ soi hơn ấy, thì anh em cố gắng vào lượt bài đánh thua vài tay cũng được các bạn nhá. Chứ cũng không hẳn anh em vào lượt bài anh em đánh thua là đen đâu, mà đánh thua như này nhá, ngày hôm sau có lẽ là nó thấy anh em mình đánh thua này thì nó sẽ không soi vào ngày hôm sau các bạn nhá. Đó, ok, thì hôm nay cũng lãi tầm 50 các bạn. Đấy, cũng lãi tầm 50. Ok, và bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu bạn nào mà chưa tải tựa game Bingbot này, có thể tải game và nhận code thông qua link để dưới phần mô tả của video. Bye bye tất cả các bạn nhé.